Đổi build đi bây giờ. Đổi build như anh thôi. Đổi build thôi. Vãi đái, đổi cho Tornado còn khóc mẹ. Anh còn chưa có tiền đổi cho Tornado thôi. Thì chuyển gì sớm đấy. Chuyển sang Tornado là phải mẹ tài khoản cũng phải ngót nghét 100 deep phải không? Chuyển sớm quá. Chuyện gì cơ? Chuyện gì cơ? À, build đó cũng hay mà, nhưng mà nó tốn kéo lắm. Đập Uber thì build cái build totem kìa, totem explore kìa, explore ship kìa.
Hôm qua anh phá anh build, mình buồn ngủ mình cứ build làm đôi giày vậy, cuối cùng mẹ hỏng mẹ ăn đập chắc mất mẹ ăn trục deep phá. Ơi. Mai xin chào mày à? Chuyện nhỏ em ơi. Mẹ mai tao đang phải đi lên cơ quan nên mẹ sếp mẹ đang nghỉ cái mấy hôm nữa đi yên với sếp. Nào, mẹ liều. That's it. I'm done. I'm out. Yep, I've had enough. Mẹ cơ quan kinh tài của mình sao dám xử. Sếp phải có sếp to hơn. Game này easy thế thì Death's the only option. You savage. I'm no traitor. The price of failure. Not even the red blader is brute. Blessings. Cuộc đời này không thoát được cái kiếp mẹ đi làm thuê cho thằng khác rồi em ơi. Đại đại mấy hôm nay đi đâu không thấy là on nhỉ. Đúng rồi, chuyển cả bio sang vân nữa, đỡ phải bio lại, chỉ đi săn bot thôi. Không, mùa sau đại ca không chơi nữa đâu. Build đấy cũng không đắt mà. Build đấy thì đi map hơi chậm tí, nhiều đánh boss thì đừng hỏi.
game như lồn là tại vì chưa nhận được big drop thôi. Chửi chửi tí nhận được big drop lại, ôi cuộc đời vẫn được sao. You might be uncouth. If you think I'm going to say or do anything to further your pathetic cause. Bye bye. Hate myself. Violence is part of it. You're more savage than any animal. Mẹ mày lấy hết lực của người khác gần đéo rồi. Thế thì đừng có tha đi khóc gì nữa hả? Mỗi cái như thế là mẹ được deep 2 deep rồi. Cái áo đấy giờ mấy deep, 3 deep à? Mẹ nó đợt đầu mùa 8 deep, tổ cụ như thế. Mùa này đồ 6 linh anh toàn là tự linh ấy. Linh được 3 4 cái rồi. Nhà tốn cũng hơi nhiều. Chơi chắc cú vậy. Chuyện bình thường. Chơi là phải tới à. Cái game này nó cuốn là vì thế, nó cuốn là do vậy. Anh bây giờ nhận được cái thẻ thì rồi. Ôi ôi. 50 deep ư? Anh bây giờ nhận được cái thẻ thì rồi. Qua trên group. Thì bảo game này nó thế mà nhiều thằng farm có 5 map thì ra mà farm 1000 map cũng ra là bình thường. Như con đường hợp xưa. Thank you.
Mèo thế. Anh được 4 mảnh rồi. Đúng rồi, nhân phẩm. Nhân phẩm kém thì đừng có khóc. Em qua làm cái đôi giày vậy, tuy nhiên buồn ngủ thiếu mẹ ăn giò, nhục vãi cả lều. Nó đi farm toàn với bệnh nhân, nếu thấy bác sĩ đâu, y tá cũng không có. Đúng. Strongbox là chân ái. Đấy là hoạt động cái gì nè. Nó cộng hết cả rồi ông ơi, ông không rơi này thì content này nó rơi vào content kia ấy. Tham nó vừa. Sao mà các anh đã vài beat vào điều trị thôi, nhưng mà điều trị
Nhận hâm mộ từ trong bộ hả em? Mẹ. Mua lên đất. Bảy trao một cái cho đất. Bán deep ấy, bán stack ấy. Nó lãi hơn. How's it, everyone? This is Local Hall, and in today's video, we're gonna. How's it, everyone? This is Local Hall, and in today's video, we're gonna.
Mẹ mà sao tin nhanh chết thế? I'm not up to that just yet. Mẹ mà sao tin nhanh chết thế? Nó phải build trao thôi, trao rep thôi cho tình hình không ổn lắm. Mấy có mười mấy rồi. Nó phải build trao thôi, trao rep không ổn lắm. Cũng có lý. Ba mươi deep. Chưa cân lại kháng bảo sao mà chết lên chết xuống. Farm bên bên đường đỏ bắt buộc vào cái bình này nó có chết. Farm bên bên đỏ toàn trao chứ mẹ nó rơi vỡ đầu chết thì chết vì cái cục nhưng bên đỏ lại không có cái cảm giác nhặt deep trên map thì nó vui. Anh được một lần, bi được một lần. Còn bên kia thì bên đỏ chỉ rơi treo thôi. Cái áo á, áo gì cơ? Bên đỏ chỉ rơi treo thôi. Xanh dễ farm hơn.
Má cần kháng kiểu gì bây giờ đây? Lightning. Risk. Làm lại cái mũ vậy. Ôm đâu. Nãy cái gì mà đủ không ạ?
Feito como? Anh có cái cục vàng cho anh mà ít không? Cục Havet đấy. Có cái cục Havet vàng không? Xin 500. Giờ này vẫn farm đây. Rẻ lắm mẹ, cuối mùa rẻ lắm. 10 trao được mẹ nữa. 500 không bỏ. Thank you.